Cũng vậy, thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, tuy có tin, có nhẫn, có tâm thanh tịnh, có vui thắng ý, có sự ham muốn, có thắng giải, có xả, có tinh tấn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nhưng nếu không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thì phải biết các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này sẽ thất bại giữa đường, chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lại lui vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Vì sao? Vì không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nên chư Phật và Bồ Tát không hộ niệm. Thiện hiện nên biết, ví như có người 120 tuổi, già, nua, lụm khụm lại thêm nhiều bệnh, như bệnh gió, bệnh nóng, bệnh đàm hoặc nhiều loại bệnh khác xen tạp. Từ giường, người già bệnh này muốn dậy và đến chỗ khác mà không thể tự đi được. Có hai người khỏe mạnh dìu hai bên nâng từ từ, đỡ người bệnh đứng dậy, nói với người ấy, chẳng có gì khó cả, cụ muốn đi đâu hai chúng tôi sẽ đưa đi đến nơi, chúng tôi chẳng bỏ cụ đâu, chắc chắn sẽ tới được chỗ ấy một cách an ổn, không tổn hại gì. Này thiện hiện, như vậy có thiện nam tử vân vân trụ đại thừa. Nếu có lòng tin, có nhẫn, có tâm thanh tịnh, có vui thắng ý, có sự ham muốn, có thắng giải, có xả, có tinh tấn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thì nên biết các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này chắc chắn không thất bại giữa đường, vượt qua địa vị thanh văn và bậc độc giác, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nên chư Phật và Bồ Tát cùng nhau hộ niệm. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật, vì sao các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa do không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nên rơi trở lại địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác, chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy, thiện hiện, lành thay, nay ông đã hỏi Như Lai ý nghĩa này, thì hãy lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Có các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, ngay từ lúc mới phát tâm đã chấp ngã và ngã sở trong khi tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này nghĩ như vậy: ta thường hành thí, ta thí vật này, người kia nhận vật của ta thí. Khi tu tịnh giới nghĩ như vậy: ta thường trì giới, ta trì giới này, ta đủ giới này. Khi tu an nhẫn lại nghĩ như vậy: ta thường tu nhẫn, ta nhẫn với đối tượng, ta đầy đủ nhẫn này. Khi tu tinh tấn nghĩ như vậy: ta thường tinh tấn, ta vì sự tinh tấn này, ta đầy đủ sự tinh tấn này. Khi tu tịnh lự nghĩ như vậy: ta thường tu định, ta vì tu định này, ta đầy đủ định này. Khi tu bát nhã nghĩ như vậy: ta thường tu tuệ, ta vì tu tuệ, ta đầy đủ tuệ này. Lại nữa, thiện hiện, khi tu bố thí, các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, chấp có bố thí này, chấp do bố thí, chấp bố thí là ngã sở. Khi tu tịnh giới, chấp có tịnh giới này, chấp do tịnh giới, chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn, chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn, chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tấn, chấp có tinh tấn này, chấp do tinh tấn là ngã sở. Khi tu tịnh lự, chấp có tịnh lự này, chấp do tịnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã, chấp có bát nhã này, chấp do bát nhã là ngã sở. Sự chấp ngã và ngã sở thường theo đuổi các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, nên dù tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, tâm vẫn tăng trưởng sanh tử, không thể giải thoát các khổ của sanh tử vân vân. Vì sao? Vì trong sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân, không có sự phân biệt nào đáng để khởi nên chấp trước như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bên này bên kia là tướng của sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân. Thiện hiện nên biết, các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này không biết tướng bên này bên kia, nên không thể nhiếp thọ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Do nhân duyên này nên các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này rơi trở lại địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác, chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật,
Vì sao không có phương tiện thiện xảo, tuy tu hành sáu pháp ba la mật đa, mà các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, vẫn rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác, chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà? Phật dạy,